Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2020, Tiến Dũng vừa sẽ up xong một bộ nghe nhạc kết hợp hát karaoke chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn nhạc, sau đó Tiến Dũng sẽ giới thiệu chi tiết về các sản phẩm của ngày hôm nay. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc điện thoại thông qua khả năng giải mã Bluetooth của chiếc giải mã iFi Nano One. Chúng ta sẽ cùng test một đoạn karaoke với một căn nhà xinh có hoa thơm trái hiền, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lo say đèn. Hai đứa chưa hẹn lấy một cầu, chưa nghĩ đến mai sau. Những đêm thương giấc mơ ngàn, nghe lòng thương nhớ biết rằng mình yêu. Khi hiểu lòng nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những phút hai bà sao không thấy nàng, tìm em giờ tìm ở đâu, sao không vắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quên, nàng đây là nữ cứu thương trên chiến trường. Dặm ngàn sóng gió sao đang vui dẫn thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, thường sẽ nát con tim. Em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ chiếc micro Mango hàng chính hãng dây Italy của Ý do Tiến Dũng thi công, mức giá chỉ 900.000. Chính vấn đề là mình có dây. Chúng ta sẽ cùng xem những sản phẩm của ngày hôm nay. Chào mừng quý vị là bộ giải mã iFi Nano One. Chúng ta vừa nghe âm thanh của bộ giải mã này với khả năng thu sóng Bluetooth giải mã 24 bit không dây. Đây là giải mã chuẩn Hi-Res Audio, hàng của Anh, sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, giống như iPhone. Giải mã DSD, giải mã DXD và giải mã HD 24 bit chuẩn Hi-Res Audio. Chiếc giải mã này có mức giá 5 triệu đồng, Dũng bao phí ship tận nhà đến anh em, cộng theo phần quà tặng bộ dây quang của
chính hãng, trị giá 150.000, mới 100% bảo hành 1 năm. Tiếp theo là vang số chỉnh tay của thương hiệu Gutin, model KM6FX. Đây là chiếc vang số chỉnh tay, hay nhiều anh em còn gọi là vang cơ. Tiếng của bộ này rõ nét, hàng chính hãng. Tiếng vang của nó rất tuyệt vời và đặc biệt khả năng chống hú rất tốt. Chiếc vang này có mức giá 3.600.000, tặng kèm theo bộ dây ba lăng của Ý do Tiến Dũng Xi Công, trị giá 400.000. Dây Pro N của Ý, 3.600.000 cộng theo phần quà tặng bộ dây ba lăng, bao phí ship tận nhà anh em với mức giá chỉ 3.600.000. Và phía dưới này xin giới thiệu đến anh em mẫu men công suất, hay còn gọi là cục đẩy công suất. Men công suất này có thương hiệu là Creo, model 1201. Chiếc này sử dụng 16 sò sắt Motorola, công suất nguồn 1200W và công suất ngõ ra loa là 600W trên 1 kênh. Tiếng của bộ này rất tuyệt vời, hàng được sản xuất tại Mỹ. 1200W, điện 100V. Đây là một vết chày rất nhỏ đây. Crown 1200, hàng USA. Chiếc này mức giá chỉ 12 triệu, Dũng bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, bao zin, bao đúng hàng Mỹ và bao phí ship về tận nhà anh em, mức giá 12. Tiếp theo xin giới thiệu đến anh em một chiếc men công suất nữa của thương hiệu Bow. Đó là chiếc men công suất Bow model 1855 mã. Đây là dòng men công suất Professional Amplify cao cấp của thương hiệu Bow đến từ Mỹ. Chiếc này thiết kế dạng chuyên nghiệp, hai nút volume nằm ở phía đằng trước. Máy sử dụng 24 sò MOSFET. Công suất nguồn của dòng này là trên 1000W. Chúng ta sẽ cùng xem qua phần thông số ở phía đằng sau. Crown model 1, xin lỗi quý vị, Bow model 1855 mã, sử dụng điện 100V, công suất nguồn 1800W và công suất ngõ ra loa là 1400W khi máy chơi ở chế độ mono và 700W trên 1 kênh khi máy chơi ở chế độ stereo 2 kênh. Máy có đầy đủ jack kết nối dạng ba lăng và dạng 6 ly. Chiếc men công suất thương hiệu Bow model 1855 mã. Chiếc này có mức giá 17. Máy có thể chơi được hầu đa các dòng loa full dạng bass 40 hoặc bass 40 đôi. Chúng ta cũng thể phối ghép vào các dòng loa Bow như 802 series 2, như 901 series 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng rất tuyệt vời. 17 triệu cho chiếc Bow 1855 mã, bao zin, bao đúng hàng Mỹ. Máy này sử dụng điện 100V. Thì giúp bao phí ship tại nhà, nhân chương trình khuyến mại ưu đãi, bao phí ship hết tháng 11 này. Tiếp theo là cặp loa JBL model TR225 mà anh em vừa nghe. Đây là mẫu loa chuyên nghiệp của thương hiệu JBL đến từ Mỹ, JBL. Đây là dòng loa professional, dòng loa chuyên nghiệp. Loa sử dụng hai loa bass loại 40cm, màng giấy gần xếp vải, một loa chép kèn có họng kèn rất lớn. Và đây là tổng thể phía bên thùng loa. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng simulation rất đẹp. Hai bên là hai tay sách. Trên tay sách có để logo TR Series, tức là dòng loa TR của thương hiệu JBL. Đây là tổng thể phía mặt sau. Ở đây có một hai vết chày nhỏ do vận chuyển. Đang không phải vết chày mà vết sơn. Đây là phần thông số kỹ thuật Professional Series model TR225 trở kháng 4 ohm, hàng được sản xuất tại MA USA. Cặp loa này có công suất 450W trở kháng 4 ohm và độ nhạy của nó lên đến 102 decibel, độ nhạy rất cao. Đây là thùng loa bên đây, JBL model TR225,
có kích thước chiều ngang 46cm, chiều sâu 37cm và chiều cao 1m1. Trọng lượng của loa này là 42kg trên một thùng. Loa này thích hợp cho việc nghe nhạc sôi động và hát karaoke chuyên nghiệp trong các không gian lớn tầm 70-80m2 đến 100m2. Đây là các vết sơn. Cặp loa tuyệt đẹp vừa về từ Mỹ. JBL model TR225. Loa có mức giá chỉ 21.500. Giá rất tốt tại thời điểm này. Và tiếp theo xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa súp chuyên nghiệp của thương hiệu Bow. Bài test hồi nãy Tiến Dũng chưa câu cái loa Bow này vào, chưa sử dụng loa súp. Đây là tổng thể phía mặt sau. Chúng ta sẽ cùng xem qua thông số của mẫu loa này. 502 BP Pro Tap. Đây là dòng loa upright, loa súp hơi chuyên nghiệp của thương hiệu Bow. Dòng này có trở kháng 8 ohm và công suất 450W. Loa có cầu chì bảo vệ. Các jack kết nối là jack 3 lăng và jack 6 ly, nhưng em còn gọi là jack new trick. Simile Dan Kit. Hai bên có hai tay sách. Loa còn rất mới, tình trạng hàng bãi, zin đẹp. Loa này sử dụng một loa súp bass loại 30cm, hai lỗ thông hơi nằm ở phía trước. Loa bass được gắn úp xuống dưới đất, lỗ thông hơi phía dưới và lỗ thông hơi phía trên. Bow 502, model loa súp đỉnh cao của thương hiệu Bow. Anh em cần có một men công suất đủ lớn để có thể chơi được cái loa súp này. Công suất của loa súp này là 450W. Loa súp Bow model 502, anh em có thể phối ghép với hầu đa các dòng loa chuyên nghiệp lớn như JBL TR225, như Bow 802, như Bow 502. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Loa súp Bow 502 có mức giá 17.5 triệu. Và phía bên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những mẫu loa Bow của ngày hôm nay nữa. Đó là hai cặp loa Bow 301 AV Monitor. Ngày hôm nay Tiến Dũng đang về hai cặp, một cặp màu đen và một cặp màu trắng. Tất cả zin đẹp, series trùng số đúng cặp. Các tuyến loa đều màu, zin rất đẹp. Gần loa bát còn zin theo loa. Chúng ta sẽ cùng ngắm qua một vòng với các sản phẩm này. 301 AV Monitor, anh em có thể sử dụng để nghe nhạc và kết hợp hát karaoke trong các không gian tầm dưới 30m2. Đây là phần tem thông số. Loa được sản xuất tại Mỹ. AV Monitor, loa này rất nổi tiếng trong phân khúc đồ gia đình. Cặp phía dưới màu đen. Tất cả series trùng số đúng cặp. Thì giúp bao zin, bao đúng xuất xứ, bảo hành lỗi kỹ thuật 1 tháng, bao phí vận chuyển đến tận nhà anh em. Loa Bow 301 AV Monitor bản màu trắng và bản màu đen có mức giá đồng giá 14 triệu. Bao phí vận chuyển đến tận nhà anh em. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Cửa hàng Tiến Dũng nằm tại số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa tất cả các ngày trong tuần theo giờ hành chính. Rất mong phục vụ quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Cuối cùng, xin cảm ơn và xin kính chào quý vị.